Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Thế giới tự nhiên nói chung và sự sống nói riêng luôn ẩn chứa vô hạn những bí ẩn, nhất là khi những bí ẩn đó được chôn vùi dưới những lớp đất đá được tính bằng thời gian lên đến hàng triệu năm, thì chúng càng trở nên bí ẩn và khó lý giải hơn. Sự sống đã trải qua một quá trình phát triển rất dài để nhiều hình thái từng hiện diện trong quá khứ ngày nay biến mất hoàn toàn, không còn được chứng kiến ở bất kỳ động vật còn sống nào, để lại những câu đố gần như không thể giải. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về một trong những sinh vật tuy rất bé nhỏ nhưng đã khiến các nhà cổ sinh vật học phải vò đầu bứt tai vì nó suốt hàng chục năm qua chỉ vì thứ cấu trúc không giống ai mà nó mang trên lưng. Đó chính là Longiformer, thành đàn quái dị của kỳ Tam Điệp. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào thập niên 1960, tại hạ tầng Madishan ở Kyrgyzstan, khi đó còn thuộc Liên Xô cũ, các nhà khoa học đã khai quật được một hóa thạch thoạt nhìn thì có vẻ thuộc một loài bò sát thông thường. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, họ nhận ra dường như từ lưng của sinh vật này mọc ra những cấu trúc dài và to bất thường so với kích thước cơ thể của nó. Những mẫu vật mới ngay lập tức được chuyển về Moscow để tiến hành nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô và ngày nay là Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Họ đặt danh pháp khoa học cho nó là Longiformer insignis, trong đó tiên tri Longiformer có nghĩa là vảy dài, với giả định ban đầu rằng đó là những chiếc vảy tiến hóa đặc biệt để có hình dạng dài nhằm phục vụ một mục đích nào đó. Trong số các mẫu vật được tìm thấy thì chỉ có duy nhất mẫu định danh mang ký số PIN2584-4 là mẫu vật duy nhất có các cấu trúc lạ lùng và còn gắn liền với phần lưng của một bộ xương tương đối hoàn chỉnh. Cụ thể thì có khoảng 7 cấu trúc dạng thanh dài tỏa ra theo hình rễ quạt, tuy nhiên phần đầu của các thanh này không còn. Một mẫu vật khác mang ký số là PIN2584-9 có 5 thanh hoàn chỉnh xếp chặt với nhau. Các mẫu vật còn lại chỉ bảo quản được từ 1 cho đến 2 thanh. Những thanh này có dạng dài và hẹp và ở gần phần đầu của chúng sẽ ngả dần về phía sau, khiến cho chúng có hình như cây gậy chơi khúc côn cầu. Ở phần thẳng nằm với gần cơ thể nhất, cấu trúc này sẽ chia thành 3 thùy nằm dọc, 2 thùy trơn nằm ở hai bên còn ở giữa là một thùy có gờ ngang. Phần xa cấu trúc được cho là sự mở rộng của thùy giữa và thùy trước, còn thùy sau thì bị thu hẹp dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hai thùy còn lại của phần xa đều có gờ ngang và được phân tách bởi một trục có rãnh. Một số nhà nghiên cứu chẳng hạn như Fraser vào năm 2006 từng cho rằng các cấu trúc này không phải là một phần cơ thể của Longiformer mà thực chất chỉ là lá dạng lược của thực vật cổ đại được bảo quản cùng với sinh vật. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ vào năm 2012 bởi một nghiên cứu khác. Bởi thứ nhất, chúng không được bảo quản dưới dạng màng carbon, dạng bảo quản thường thấy của các hóa thạch thực vật từ hạ tầng Madishan. Thứ hai, hình dạng và cách sắp xếp của chúng cũng không giống với lá cây. Thực vật duy nhất được cho là có lá giống với cấu trúc được tìm thấy trên lưng của Longiformer là loài thực vật có danh pháp khoa học Mesenterium phylum Gosnevi. Tuy nhiên, chúng lại không có phần đầu giống như gậy khúc côn cầu như cấu trúc trên lưng của Longiformer. Hơn nữa, khi quan sát kỹ, chúng ta có thể nhận thấy mỗi cấu trúc này thật sự gắn với một gai đốt sống của Longiformer. Các điểm neo này có thể nhìn thấy như những núm nhô lên. Cốc của mỗi cấu trúc hơi lồi, không giống như hình dạng phẳng của phần còn lại. Hình dạng lồi có thể là bằng chứng cho thấy gốc của mỗi cấu trúc có dạng ống khi Longiformer còn sống, giống như lông vũ của chim hay lông mao của thú. Phần gốc này có thể được bao phủ bởi một lớp mô tương đối dày, giống như nang lông vậy. Nếu đó không phải là lá cây và thật sự là một phần cơ thể của Longiformer, vậy những cấu trúc này là gì và được dùng để làm gì? Vào năm 1987, các nhà nghiên cứu như Holborn và Eric Buffetto đã diễn giải rằng những cấu trúc này là những chiếc vảy dày đặc biệt được bố trí theo cặp, gắn vào hai bên cơ thể, nối với nhau bằng màng da để tạo thành màng lượn giống như các thần lằn lượn như Draco hay Cuneosaurus, qua đó giúp nó có thể lượn hoặc chí là giảm tốc độ rơi khi nhảy từ trên cao. Cách diễn giải này hiện đã không còn được xem là chính xác, mặc dù vậy thì những minh họa dựa theo cách diễn giải này vẫn còn được thấy trong một số bức tranh cổ sinh ngày nay. Vào năm 2000, nhà nghiên cứu Terry Jones và các cộng sự tin rằng những cấu trúc lạ lùng này rất giống với lông vũ của chim và cách sắp xếp của chúng cũng tương tự như dải lông nằm dọc theo cuộc sống của chim. Hai năm sau, chuyên gia về lông vũ Richard Crumb phủ nhận điều này
cho rằng các cấu trúc trên lưng của Longisquama không hề giống lông vũ về mặt giải phẫu học, và ông giải thích chúng như những chiếc vảy kéo dài, giống như dây ri băng. Về mặt chức năng, các nhà khoa học cũng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau cho những cấu trúc này. Thứ nhất, chúng có thể được sử dụng để khoe mẽ trong các tương tác cùng loài hoặc để thu hút bạn tình, tương tự như cách mà nhiều loài chim hiện đại sử dụng lông vũ sặc sỡ của chúng. Thứ hai, một số nhà khoa học cho rằng cấu trúc này có thể đã giúp Longisquama điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách tăng diện tích bề mặt để hấp thụ hoặc tản nhiệt. Và thứ ba, giả thuyết phổ biến nhất chính là các cấu trúc này có thể đã giúp Longisquama bay lượn hoặc hỗ trợ trong việc di chuyển, mặc dù điều này vẫn còn gây tranh cãi do cấu trúc và kích thước của chúng. Đáng tiếc là tất cả những điều này chỉ mới dừng lại ở mức độ giả thuyết, nhưng mẫu vật hiện tại không đủ để các nhà cổ sinh vật học hiện nay đi xa hơn trong việc tìm hiểu về chức năng của chúng, và chắc chắn là chúng ta cần phải có thêm những bằng chứng mới để có thể hy vọng vào một kết luận cụ thể hơn. Nhưng cấu trúc lạ lùng này của một bộ xương có nhiều điểm khác biệt khiến cho các nhà khoa học không thể xác định phân loại chính xác của Longisquama cũng như mối quan hệ của nó với những nhóm bò sát khác. Thế quả là các nghiên cứu khác nhau đã đưa ra những nhận định khác nhau về vị trí của Longisquama trong cây da phả của các loài bò sát. Có người như Sharov thì tin rằng Longisquama là một thành viên của Pseudosuchia, một trong hai nhánh chính của thần lằn chúa cùng với nhánh Avimetataxalia của khủng long phi điểu và chim, nghĩa là chúng có họ hàng gần với cá sấu hiện đại ngày nay. Sharov chủ yếu dựa vào hai đặc điểm là cửa sổ ở hàm dưới và cửa sổ trước hốc mắt để đưa ra kết luận này. Terry Jones tin rằng Longisquama chi ít là một loài thần lằn chúa, dựa vào việc nó có trạc sừng đòn hay còn gọi là furcula. Konopsky vào năm 1991 thậm chí còn kết luận Longisquama có thể là một loài khủng long sơ khai. Tuy nhiên, nhóm các nhà nghiên cứu khác cùng Unwin và Benton thì lại đề xuất rằng một số đặc điểm mà các nhà khoa học trên dựa vào để kết luận Longisquama là thần lằn chúa thật ra có thể bị sai lệch do hư hại trong quá trình hóa thạch. Họ không cho rằng Longisquama có trạc sừng đòn như khủng long, mà thực chất đó là một cặp sừng đòn, giống như các loài bò sát có vậy. Theo đó thì Longisquama sẽ có quan hệ gần với các loài kỳ đà hay kỳ nhông ngày nay hơn là cá sấu và khủng long. Cho đến nay, kết luận khả dĩ nhất về Longisquama đó là nó thuộc về phân lớp hai cung, Diapsida, với đặc trưng là hai hốc thái dương nằm ở phía sau hốc mắt. Cũng chính vì những cấu trúc từng bị cho là giống lông vũ mà có giả thuyết cho rằng Longisquama chính là tổ tiên của chim hiện đại. Chim không tiến hóa từ khủng long phi điểu mà từ những thần lằn chúa sơ khai giống như Longisquama. Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ đến từ một nhóm thiểu số và ngày nay không còn được cân nhắc nghiêm túc trong các cuộc tranh luận về sự tiến hóa của chim. Cho đến nay thì ngoại hình và hành vi, lối sống cũng như vị trí của Longisquama trong quá trình tiến hóa vẫn còn là một bí ẩn. Vào năm 2000, trong bộ phim Dinosaur của Disney, họ từng đưa Longisquama vào phim, trong đó những cấu trúc trên lưng được lý giải như một đôi cánh, đồng thời ngoại hình của chúng cũng trông giống như một con tắc kè hoa. Liệu điều này có chính xác hay không, hay sai ở chỗ nào thì chúng ta cũng không biết chắc được. Cũng giống như Tully Monstrum hay hàm răng bí ẩn của Helicobrian, trình độ hiện nay của nhân loại vẫn chưa thể lý giải được bí ẩn của Longisquama một cách thỏa đáng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.